Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng bùm sụm nhà mình nha. Tên gọi khác là trà Phúc Kiến nhà mình. Này. Cụm này form thiên nhiên. Trung cốt hết nhà mình. Cây rất chi là khỏe luôn nha, xanh tươi luôn. Cây này có mã số là 315, với số đo hoành gốc là 98 nha. Tổng hoành là 98. Cây cao là 115. Cây đang nằm bầu đất là 57 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1,6 triệu bao ship nha. Bùm sụm trà Phúc Kiến. Cụm này rất là to luôn nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Ưng ý được duyên cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Này, liền cốt hết nha mình. Những cái thân nó đang lắc léo với nhau nè. À, cây quá khỏe luôn, xanh tươi tốt nha mình nha. Rồi mã số 315, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,6 triệu bao ship nha mình nha. Bùm sụm trà Phúc Kiến. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.